Vậy là cuối cùng Tuyết cũng đã thành nương tử thật sự của Khương. Trong chiếc áo trắng tinh khôi do chính U Mộc chọn, Tuyết nhìn rất ra dáng một vợ hiền dâu thảo. Khương cười tít mắt và đã tính ngay đến chuyện sinh đôi, đang định kéo Tuyết đi động phòng thì Hồng đến. Hồng cũng mừng cho Khương, đoạn gọi Tuyết ra nói chuyện riêng, nghẹn ngào, thấy hai đứa như này anh cũng yên tâm. Khương nó là đứa trọng tình cảm, ngoài việc vô tri hay phá game ra thì nó là người tốt. Anh hy vọng cô sẽ ở lại chăm sóc nó và U. Ôi thế là anh phải đi đâu ạ? Tuyết hoảng hốt. Thôi anh cứ ở lại đây đi rồi nhờ K3 còn ăn các thứ bảo vệ thì bố quân già cũng không làm gì được đâu. Khương từ đâu cũng nhao vào, đúng rồi anh ơi, sợ gì con lợn nhựa mồm lông đấy, mình cứ ở trên này thì có đến Tết cũng chẳng sợ hết vai. Hồng nhìn Khương rồi lại nhìn Tuyết, đoạn thở dài. Phim còn nốt tuần tới là hết các cụ ạ, ở đó mà đến Tết. Ôi tôi buồn quá, hết phim đến nơi rồi. Chuẩn bị cho diễn biến xấu nhất có thể xảy ra với mình, Hồng gọi Tuyết ra dặn dò. Nếu Hồng không trở về, cô nhất định cầm phong bì màu vàng tới gặp Long Phó Công an để giúp Khương thoát khỏi án tù. Trong khi đó, U Mộc sẽ được đi tới một nơi an toàn. Phùng không còn cách nào có thể quay đầu. Kể từ ngày trưởng công an quyết định tiếp tay cho quân già, Phùng đã tìm cho mình một đường lui. Chính vì thế, Long buộc phải ra lệnh điều tra cấp dưới để đảm bảo nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, đồng thời dồn Phùng vào thế khó để lộ diện. Ở phân cảnh khác, Diễm dành 3 năm thanh xuân ở bên Tân Khạch, chịu biết bao tủi nhục để đổi lấy bình yên cho cô và bé Bo. Nhưng Hạnh chẳng được tài hang, bình yên chưa được mấy hồi thì quân lại muốn đưa con trai đến nơi khác mà không có Diễm. Đổi lại là cô toàn quyền sở hữu toàn bộ nhà hàng và khu nghỉ. Lựa chọn thứ hai của Diễm là giết Hồng. Quân già chơi bài ngửa với mẹ con Diễm. Ông trùm đã phát hiện ra con Diễm không phải máu mủ của mình từ lâu nhưng vẫn cố diễn kịch đưa thằng bé đi để ép Diễm tự nói ra sự thật. Buộc cô phải cầu cứu Hồng làm tay sai cho quân già, khai ra con đường hầm bí mật tại bản Mộc.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.